Những công đoạn làm nên chiếc bánh bỏng không hề đơn giản. Các bà các mẹ chọn loại gạo nếp ngon nhất, hạt tròn, đều, rồi đem ngâm qua đêm cho gạo nở. Sau đó vớt ra để ráo nước, trộn với nước mỡ và đem đồ thành xôi. Khi xôi nguội, người chế biến rắc bột lên, trộn đều để các hạt gạo tách rời nhau. Hạt nếp được ép mỏng xẹt rồi sắp lên những chiếc mẹt tre đợi phơi khô, gói rất cẩn thận. Khi làm bánh, xôi nếp được lấy ra, rang lên. Những hạt nếp phồng nổ lép bép đủ lửa, được trộn với đường phên làm từ mật mía, có thêm nước cốt gừng. Những chiếc bánh bỏng vàng ruộm, giòn, thơm được trải đều ra mâm rồi được cắt khéo léo bằng dao sắc. Và thành phẩm là những chiếc bánh bỏng nhỏ. Nguyên liệu là đường với lại chủ yếu là đường với gạo với gừng với lạc thôi, chỉ thế thôi. Cũng là đầu thì mình phải chọn được cái gạo ngon, sàng lọc lấy toàn lấy hạt đẹp đẹp ấy. Rồi đổ sôi lên, sôi lên rồi mới mang ra phơi, rồi mang ra. Hồi xưa thì giá, nhưng mà bây giờ chỉ lu, lu xong mới lại rang lại. Rang lại thành bỏng thế này đấy, với tẩm đường. Trực tiếp đến tham quan và thưởng thức những chiếc bánh bỏng do chính chị em phụ nữ đồng bào dân tộc Dáy làm ra trong tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch thành phố Lai Châu. Nhiều du khách cảm thấy rất thích thú bởi lần đầu được chứng kiến các công đoạn làm bánh. Cảm thấy món ăn này rất ngon, hấp dẫn khi được thưởng thức ngay sau khi bánh được làm xong. Thế là may quá, nhờ có cái chương trình ngày lễ hội du lịch của Lai Châu tỉnh tổ chức ra, thế là chị mới được tham dự, mới được gặp gỡ mọi người, mới biết là các chị em bà con của bản người Dáy thế là làm bánh, thế là chị mới được thưởng thức, chiêm ngưỡng cách làm và nhìn được cái bánh rất là ngon, rất là muốn ăn ạ. Hiện nay đồng bào dân tộc Dáy không chỉ làm bánh bỏng trong những ngày lễ Tết mà còn làm bán ở các buổi chợ phiên, phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân trong vùng và có thêm thu nhập. Những chiếc bánh bỏng đã trở nên gần gũi và thân thuộc đối với mọi người ở thành phố Lai Châu. Tuy nhiên, nó vẫn còn mới lạ và hấp dẫn đối với rất nhiều du khách. Để được thưởng thức hay là chứng kiến các công đoạn làm bánh dân dã này, du khách có thể đến thành phố Lai Châu, đến với những bản làng của người Dáy để được tham quan và khám phá.